Giang Đình xin chào cả nhà nha. Vậy là bây giờ bắt đầu vào mùa mưa rồi các nhà ha. Thì cái mùa này là mùa cực kỳ thích hợp để mình trồng cây luôn nha mọi người. Vì mình trồng cây thì cây sẽ luôn giữ được độ ẩm tốt nè, và nó không có bị ngợp giống như là mình trồng mùa nắng. Mùa nắng thì cây nó dễ bị hư lắm. Thì đợt này mình giao hàng cho anh khách ở Vũng Tàu có những cây như sau nè. Đó, một cây tắc thái sẵn trái loại size nhỏ cả nhà ha. Mình tặng anh khách thêm một cây cây này đó, anh mua hai cây size nhỏ mà mình tặng cho anh luôn cây cây loại lớn luôn ha. Mình lấy cho anh cây loại lớn luôn nha, cây big size luôn, cây bự, thân bự và trái đầy cây luôn nha. Anh đặt ở cây thêm một cây táo tàu nữa cả nha, táo tàu sẵn trái đây, táo tàu sẵn trái. Bây giờ những cái đơn hàng này là mình đóng hàng mình gửi đi hết cho anh hết. Anh đặt một cây mận này là mận MST nha cả nha. MST là loại mận khổng lồ á, cả nhà nhìn cái lá nè, siêu bự luôn. 3-4 trái là sẽ cho là được 1 kg nha cả nhà nha. Đó, cứ 3-4 trái là cho 1 kg. Mận MST gọi là mận sóc trăng á cả nhà. Trái màu đỏ ăn ngon và thơm lắm nha. Anh đặt thêm một cây mận này là hơi bị vip nè. Vườn mình còn có một cây một mận này là mận 3 màu. Cả nhà nhìn nha, thân dưới của nó là mận An Phước. Thân khúc giữa này là mận, nó có 3 khúc. Mận này là mận xanh tam hoa. Cái thân bên đây là mận xanh tam hoa, còn thân bên đây là mận sữa trắng. Đó, một cây mà tới 3 màu trái cả nhà nha, 3 loại trái luôn. Anh đặt thêm một cây này cũng khá là đặc biệt cả nhà. Đây là cây vú sữa hoàng kim, ruột vàng. Mắt ghép rất là ổn định cả nhà nha. Đó, ruột vàng luôn cả nhà nha, giống này giống mới ha. Đó, anh đặt nói chung là cũng biết chơi đó. Còn đặt là hàng tuyển, hàng VIP không à. Hàng mới nhập về á. Và anh đặt thêm cây nho thân gỗ. Cái thân gỗ thì loại này của mình hiện nay tại vườn mình có giá có 50k một cây à cả nhà. Có 50k một cây thôi nha. Đó, 50k một cây thôi cho thân gỗ. Đó, một chậu thì mình trồng khoảng chừng 2 năm là cho trái rồi cả nhà ha. Còn bên đây thì mình chuẩn bị giao cho anh khách ở ở thành phố Hồ Chí Minh luôn cả nhà. Thành phố Hồ Chí Minh là một em lụ đỏ Ấn Độ. Thì loại này rất là nhanh cho trái nha cả nhà nha. Lụa đỏ Ấn Độ chuẩn giống luôn đó. Mình khi mình lựa là mình lựa cây chuẩn giống đàng hoàng, bảo đảm không về sai giống được cả nhà ha. Với chút xíu nữa mình còn quay thêm, mình còn tuyển cho anh khách thêm một cây táo tàu nữa cả nhà nha. Này, khách yêu, khách hàng ai có thích mà sở hữu ngay em những em mà cây ăn trái mà độc lạ đẹp thì mình liên hệ với gia đình qua Zalo số điện thoại là 0978163255 nha. Xin chào cả nhà. Chúc cả nhà có một mùa lễ thật tốt lành nha.